Không được phép nói gì hết đó. Qua đây. Xung động đầu tiên. Không biết nhục nhã dám ngủ với thằng đầu đường số nhở. Nếu tôi phải trở thành vợ của tên Mười Quay, chẳng thà tôi chết còn hơn. Mày ráng chạy cho thoát đi mát, đừng để tao tìm được. Trải ngang một mối tình. Mẹ, Nát là vợ của con. Tôi chỉ biết hiện giờ tôi rất ghét cô. Hãy mau cút khỏi mắt tôi đi. Dù mẹ có chết cũng không chấp nhận cho con cưới cô ta về làm vợ. Đón xem Tình Người Duyên Ma lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư, bắt đầu từ 8 tháng 7 2024 trên Today TV.